cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Điểm báo cuối tuần. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tường trình đặc biệt của sứ viên Thúy Hằng tại thành phố Westminster. Thưa quý vị, vào cũng như tuần này thì cô Thúy Hằng đã tới để mà ghi nhận được một số hình ảnh liên quan đến việc nhậm chức của thị trưởng cũng như là các nghị viên trong thành phố Westminster. Xin mời quý vị theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị, Thúy Hằng cùng với Đài Việt Pay TV ngày hôm nay đang đứng bên trong của tòa thị chính của thành phố Westminster, và ngày hôm nay đúng là ngày 10 tây tháng 12 2014 có một buổi tuyên thệ nhậm chức cho thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí cùng với nghị viên thành phố Westminster Tyler Diệp. Ngay bây giờ thì Thúy Hằng xin mời quý vị hãy theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thúy Hằng xin chúc mừng cho anh Tyler Diệp ngày hôm nay, lần thứ hai anh nhậm chức nghị viên thành phố Westminster, cũng giống như lần thứ ba giám đốc sở vệ sinh của thành phố Westminster. Anh có thể chia sẻ đến quý vị khán thính giả cái tâm tình của mình và cái ước nguyện của mình để bắt đầu công việc mới nhiệm kỳ này của anh. Dạ thưa chị và xin thưa với quý vị, chắc chắn rằng trong đêm hôm nay Tyler cũng không khác gì những ứng cử viên khác khi mà giành được thắng lợi trong kỳ bầu cử vừa qua. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng và cũng như là tri ân những cử tri mà đã tái tín nhiệm tôi trong kỳ bầu cử vừa qua, và hy vọng là trong nhiệm kỳ thứ hai này chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để mà đem lại những phúc lợi đến với cư dân, đưa ra những dịch vụ tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất đến với người dân. Và đây là một nhiệm kỳ 4 năm, có nhiều dự án mà chúng tôi sẽ trình với coi như là công chúng vào mùa xuân của năm sau, thưa chị. Dạ thưa vâng, và anh có những cái chương trình nào với những cái mà anh muốn làm cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, những cái kế hoạch sắp tới mà Thúy Hằng biết là anh có những cái băn khoăn trong lúc mà anh tranh cử? Dạ thưa chị, việc đầu tiên là làm sao mà để mà giải quyết cái vấn đề thâm thủng ngân sách trong thành phố, vì theo dõi báo chí thấy là trong vài năm gần đây vì vấn đề kinh tế suy thoái cho nên là ngân sách thiếu hụt. Chúng tôi muốn làm cách nào mà để quân bằng việc này mà không có đá động gì đến việc mà tăng thuế. Việc thứ hai là chúng tôi muốn tuyển mộ thêm các cảnh sát viên gốc Việt hay là gốc Tây Ban Nha, và đây là một cái việc mà chúng tôi đã tranh cử vì như chị thấy là tại thành phố Ferguson hay là những nơi mà có đông cộng đồng thiểu số mà chúng ta không có các nhân viên công lực am hiểu cái văn hóa của những cộng đồng đó thì thường xảy ra những chuyện đáng tiếc, mà chúng tôi không muốn Westminster phải gặp vô một cái trường hợp đáng tiếc như vậy như là Ferguson hay là New York, thưa chị. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều và chúc mừng anh đã tái đắc cử của nghị viên thành phố Westminster. Dạ xin cảm ơn chị và xin cảm ơn quý khán giả của đài truyền hình Việt Face TV. To the Constitution of the United States. And the Constitution of the State of California. And the Constitution of the State of California. That I take this obligation freely. And will take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Purpose of evasion. And that I will well and faithfully. That I will well and faithfully. Discharge the duties of mayor. Discharge the duties of mayor. Upon which I'm about to enter. Upon which I'm about to enter. Good job. The Vice President of Garrigou School Board. District Lan Nguyen. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will support and defend. That I will support and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. And the Constitution of the State of California. And the Constitution of the State of California. Against all enemies. Against all enemies. Foreign and domestic. Foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance. That I will bear truth, faith, and allegiance. To the Constitution of the United States. To the Constitution of the United States. The Constitution of the State of California. And the Constitution of the State of California. That I will take this obligation freely. That I will take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will live well and faithfully. That I will faithfully. Discharge the duties of council member. Discharge the duty of council member. Upon which I am about to enter. Upon which I'm about to enter. Congratulations, sir. Congratulations.
Sir, can you share with our audience what is your feeling right now that we have a lot of young and Vietnamese people doing the election right now? Well, yes, and this is democracy in America, because here in this country, we show people that our vote counts, and that when people vote, democracy works. So today we see Tyler Tree and Margie being sworn in for another term, but also throughout the other cities, Garden Grove, Fountain Valley, Westminster. So we have a lot of new leaders, and I think this is exciting because many of these leaders are Vietnamese Americans, some born in Vietnam, and many born here and educated here. So to me, this is America. This is what America is all about. Yeah, thank you so much. Dạ, thưa luật sư Nghĩa, có thể chia sẻ đến quý vị khán thính giả cái cảm nghĩ của ông khi mà chúng ta thấy rằng có rất nhiều người Việt Nam đã bắt đầu đi vào trong dòng chính để mà phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là khi bắt đầu vào cái mùa bầu cử 2014 thì chúng ta thấy có rất là nhiều ứng cử viên người Mỹ gốc Việt chúng ta tham dự, đặc biệt là chúng ta đang chuẩn bị chào đón cho cái năm thứ 40. Chúng ta phải rời xa đất nước nhưng chúng ta cũng đã cống hiến tất cả những hay đẹp của văn hóa của chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng là với những thị trưởng tại Westminster, tân thị trưởng Nguyễn Quốc Bảo tại Garden Grove cũng như anh Michael Võ được đắc cử trở lại với Palm Valley, và những người mà như là Tyler Dimension được tái đắc cử lại, luật sư Dina Nguyễn cũng vào một cái chức vụ mới, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn ở trong tiểu bang California, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ có coi như là đây là những cái cơ hội để chúng ta trả lại những món nợ mà chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã giúp đỡ chúng ta, nhưng cũng đồng thời chúng ta cũng cho mọi người biết rằng là những người Mỹ gốc Việt với cái di sản văn hóa mang theo đó, chúng ta sẽ đóng góp thật nhiều, không phải chỉ cho cộng đồng chúng ta mà cho tất cả mọi người dân ở đây. Dạ, chúng tôi rất là vinh dự hôm nay được cùng với lại gia đình một lần nữa có sự ủng hộ của quý cử tri cũng như là cư dân của thành phố Westminster. Và trong 2 năm qua chúng tôi đã có cơ hội cũng làm việc rất là nhiều với lại quý cử tri, quý cư dân, quý bậc trưởng thượng trong cộng đồng để chúng ta cùng nhau phát triển thành phố Westminster. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng với những sự ủng hộ và đoàn kết đó, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng Westminster trong 2 năm tới sẽ đẹp hơn và tốt hơn. À, cho Thúy Hằng được biết là trong suốt 2 năm qua thì anh đã thấy cái điều gì cần thiết để mà chúng ta làm việc tới trong cái nhiệm kỳ tới này của ông? Trong suốt 2 năm qua chúng tôi đã cố gắng cùng với các đồng viện để mà giảm thiểu những luật lệ rườm rà để giúp cho tới giới tiểu thương cũng như là doanh nghiệp có cái sự thuận lợi để mà phát triển. Chúng tôi cũng tiếp tục để mà sửa chữa các con đường trong thành phố cũng như là sửa chữa 20+ công viên trong thành phố. Thì trong 2 năm qua chúng ta đã thấy được thành phố Westminster đã phát triển rất nhiều thương vụ lớn nhỏ đã được mở ra trong thành phố. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng trong 2 năm tới thì Westminster sẽ trên đà phát triển và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý cộng đồng cũng như là cư dân. Thì ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại Hội đồng thành phố Westminster để thứ nhất là nhìn thấy quang cảnh thị trưởng Tạ Đức Trí tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì và chào đón tân nghị viên Tyler Điệp trở lại Hội đồng thành phố Westminster cùng với nghị viên Thai Maggie Rice đã tái đắc cử trong năm nay, thưa chị. Trong buổi tuyên thệ này, tụi em thì là một người người dân với lại một người chủ của business trong thành phố. Nên em rất là hân hạnh có mặt đêm hôm nay để chia sẻ cái niềm vui lại có mình, lại có những người viên mới được nhảy vô. Mà trong đó lại có được 2 người viên Việt Nam, tại vì thành phố mình rất là người gần 40+% là người Việt Nam. Thì mình có cái người nghị viên là Việt Nam thì rất là tự hào về cái đó. Có tiếng nói của người Việt Nam của chúng ta. What is your thinking? What's your thought about tonight? I'm very happy. I'm very happy to continue to work with Mayor Thuy Tha. And now to welcome back Councilmember Diep. I look forward to working together to make Westminster a better place to live. Thank you very much for your sharing tonight. The Garden Casino, chỉ cần 15 phút lái xe từ Phước Lộc Thọ. Bạn sẽ có những giây phút vui chơi thoải mái. Sông bài The Garden Casino là nơi hào hứng với môn bài xì dách như Las Vegas, No Collection Baccarat 7, bài Ultimate Hold'em, 3-Cup Poker, 2-Cup Poker, bài sập sám và bài cẩu. The Garden Casino có phòng poker rộng lớn với những môn bài như No Limit Hold'em và Pot Limit Omaha. The Garden Casino nổi tiếng với những món ăn ngon phục vụ bởi những tiếp viên ân cần. The Garden Casino, vui nhất, may nhất và gần nhất.